chào các vị hành khách. Hoan nghênh các vị đáp chuyến bay của hàng không Quả Thạch TM1379 từ Đài Liên đến Hồng Kông. Dự kiến thời gian chuyến bay là 4 tiếng. Cô lập tức đi lấy cho tôi. Công ty chúng tôi quy định phải đợi sau khi máy bay cất cánh ổn định mới có thể phục vụ ăn uống. Tôi không cần biết là trình tự gì. Đúng là bây giờ tôi muốn uống whisky. Cô phải lấy whisky. Ông đồ, xin lỗi ông. Công ty chúng tôi quy định là phải... Còn đợi nữa sao? Tôi không đợi nữa. Tôi không uống thì không ngủ được. Cô mặc kệ đi. Đúng là bây giờ cô lấy whisky cho tôi. Ông à, tim của ông không tốt cho lắm. Tôi khuyên ông đừng uống rượu. Có hại không có lợi. Cậu cũng nhiều chuyện lắm. Hình như cậu ngồi đằng sau phải không? Làm ơn quay về chỗ ngồi đi. Xin lỗi nha ông đồ, để tôi xử lý. Ông đồ, công ty chúng tôi đã quy định rồi. Tôi không uống thì không có ngủ được, cô biết không? Tổ bay vui lòng ngồi xuống. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Anh à, trà nóng của anh, có chừng nóng. Cảm ơn. Không. Ấn quyệt nội quan này có thể cải thiện buồn nôn, cho dù trẻ em bị say sóng cũng được hỗ trợ. Chồng tôi ngất xỉu rồi. Ở đây có bác sĩ không hả? Anh đồ. Chuyện gì vậy? Hành khách bị ngất xỉu, hơi thở cũng rất yếu, cũng không tỉnh táo. Có phải ông đồ bị bệnh tim không? Có thuốc không? Không có thuốc. Anh không có bị bệnh tim. Để tôi đi đọc loa. Anh đồ, đừng làm em sợ nha. Các vị hành khách, để tôi thử. Hiện giờ có một hành khách không khỏe trong người, cần được giúp đỡ. Nếu các vị là nhân viên y tế, vui lòng liên lạc với nhân viên phục vụ hàng không giúp tôi. Cảm ơn. Có phải ông đã uống rượu không? Anh uống một ly. Sau khi cất cánh, anh nói lồng ngực của anh đau nhói. Sau đó thì ngất xỉu. Bình thường thỉnh thoảng anh cũng bị đau tức ngực. Cho hỏi anh là bác sĩ của bệnh viện nào? Tôi là thầy thuốc trung y tốt nghiệp tiến sĩ. Tôi làm ở trung y. Xin lỗi, cấp cứu chúng tôi muốn tìm tây y chuyên nghiệp hỗ trợ. Việc anh quay về chỗ, cảm ơn anh quan tâm. Tôi là thầy thuốc trung y. Trung y cũng có thuộc cấp cứu. Chúng tôi có trình tự quy định. Xin lỗi, việc anh quay về chỗ trước. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Trên máy bay không có bác sĩ. Không có bác sĩ, vậy tính sao đây hả? Tình hình bây giờ sao rồi? Có một hành khách bị ngất, chúng ta có thể hạ cánh ở sân bay gần nhất không? Tình hình thời tiết này không thể lập tức hạ cánh được đâu. Hay là để tôi thử. Nếu hành khách có chuyện gì, chúng tôi không có ai gánh nổi. Còn đợi gì nữa, chồng tôi sắp chết rồi. Cậu nhìn sơ đã biết chồng tôi bị bệnh tim. Tôi tin cậu, phiền cậu cứu ảnh đi. Nguyên mạch bị nghẽn, tích tụ tâm huyết. Ông à, ông tên là gì? Tôi tên Đồ Đại Cổ. Lúc nãy ông nhói ngực ngất xỉu, bây giờ tôi làm châm cứu cho ông, hy vọng có thể giảm thiểu tức ngực cho ông. Sao hả? Có đỡ hơn không? Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều. Cảm ơn cậu bác sĩ. Tôi không phải bác sĩ, tôi là thầy thuốc. Tôi đã nói trung y cũng có thuộc cấp cứu. Dạ ứng, anh đã về Hồng Kông, không đi nữa. Ừ.
qua bên kia ngồi trước đi, tôi đăng ký cho cậu. Cô gọi tới đặt lịch rồi, chưa từng khám. Là ca sĩ đó sao? Ừ, chúng tôi tới khám thầy thuốc Trình Gia Ứng. Cái anh lấy là số chính phủ, không phải tư nhân, không thể chọn thầy thuốc chỉ định, chỉ có thể do chúng tôi tùy tiện sắp xếp. Vậy thì số tư nhân, thêm bao nhiêu tiền cũng được mà. Số tư nhân của thầy thuốc Trình cũng kín lắm, nhanh nhất cũng là ngày 3 tháng sau. Chúng tôi lặn lội đường xa tới đây, cất công tới nhờ thầy thuốc Trình đó. Nhưng thầy thuốc khác của chúng tôi giỏi lắm. Anh à, anh cảm thấy thế nào? Tôi lạnh quá. Tay của anh run không bình thường. Hôm nay số của anh khám thầy thuốc Trình Gia Ứng. Tôi gọi cổ ra giùm anh. Cảm ơn. Đã nói khám Trình Gia Ứng, họ lại tùy tiện kêu thầy thuốc khác tới. Vậy đâu cần lặn lội tới đây. Đừng phí thời gian nữa, đi thôi. Lè lưỡi cho tôi coi. Ngoài trừ lạnh ra anh còn khó chịu chỗ nào? Hơi lạnh của tôi, từ bên trong lạnh ra, mặc áo dày cũng vô ích thôi. Có phải tôi sắp chết rồi không? Đâu dễ chết vậy chứ. Có ly nước nóng cho tôi. Dạ, thầy thuốc Trình. Anh uống đi, lát nữa sẽ không sao. Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều lắm rồi, cảm ơn thầy thuốc. Thầy thuốc Trình, tôi là Oscar. Tuần sau tôi tổ chức đại nhạc hội, nhưng tôi bị mất tiếng, đi bao nhiêu thần y cũng vô ích. Tôi biết hôm nay cô kín lịch, nhưng tôi thật sự không muốn vắng mặt. Cô có thể chữa cho tôi không? Tôi không thể trả lời anh được. Lịch khám hôm nay kín lắm, chưa chắc thêm số được. Anh đợi được thì đợi. Ok. Thầy thuốc à, thuốc của cô công hiệu lắm. Tôi uống một thang tối đó liền hết ho ngay. Vậy thì chiều thứ sáu tuần sau quay lại khám đi. Má tôi đâu còn bị ho nữa, còn tới khám sao? Tôi muốn củng cố dược lực thôi. Sao rắc rối vậy, lần sau đi tây y cho rồi. Cô đau bụng kinh đúng không? Thậm chí một tuần trước khi tới đây đã cảm thấy đau rồi. Thầy thuốc à, sao cô biết vậy? Nhiều khi nó đau đến nỗi không thể đi làm được. Giọng văn vấn thiết. Giọng chẩn bao gồm nhãn chẩn. Mắt trắng, gương đỏ điểm bầm, phản ánh tình trạng sức khỏe. Cô có gân đỏ ở bên dưới khóe mắt ngoài, chỗ này đại diện cho hệ thống sinh sản của phụ nữ. Nhưng tất cả cũng chỉ là thống kê học. Tôi có một bệnh nhân có cặp mắt giống cổ, cuối cùng xét nghiệm được bị nghẹn ống dẫn trứng. Vậy tôi... Cô ra ngoài đợi lấy thuốc là được. Cô quen đi tây y, rảnh rỗi thì đi kiểm tra đi. Thầy thuốc Trình à, lần trước tôi có nói với cô đầu của tôi đau dữ dội lắm. Thì ra đúng là như cô đã nói, còn sống cổ của tôi bị gai xương. Lần trước con hiểu lầm cô, thành thật xin lỗi cô nha. Vậy anh có định làm phẫu thuật không? Bệnh viện của chính phủ thì phải xếp lịch, phải đợi đến hơn nửa năm lận. Đợi ở đau đến chết cũng chưa được làm. À phải, thầy thuốc à, cô coi có cách nào chữa giùm tôi để nó đỡ đau hơn không vậy? Nè, gai xương thì không tài nào loại bỏ giùm anh được đâu. Nhưng tôi có thể chăm cứu cho anh và kê thuốc cho anh. Ít ra đỡ đau cái đã. Thầy thuốc Trình, thiệt tình nói ra cô cũng không tin. Sỏi mật đã biến mất rồi. Sỏi mật dưới 1cm thì dễ xử lý hơn. Trên 1cm thì hơi rắc rối. Thì sao ông nghĩ tôi gạt ông? Không phải tôi không tin. Nhưng y học bây giờ tiến xa vượt bậc. Trung y thì cổ xưa rồi. Tôi không nghĩ ra nó lại thần kỳ tới như vậy đó. Lè lưỡi cho tôi coi.
Không cần thần thánh quá trung y. Trung y không phải là thầy mo, không phải nói tin hay không tin, cũng không phải ông nói tôi được hay không được, mà lịch sử mấy ngàn năm minh chứng. Một y thuật có thể tồn tại bấy lâu chỉ có một nguyên nhân, đó là hiệu quả của nó. Thầy Thước Trinh, hôm nay cô khám nhanh lắm, bên ngoài chỉ còn 3 bệnh nhân. Cũng giống như mọi hôm thôi. Trái lại cô hiếm khi chạy vô đây như vậy, có chuyện gì? Dù sao người ta cũng đã tới, bây giờ vẫn còn đợi cô ở ngoài. Mỗi tiếng cô khám 3 bệnh, tức là có khả năng tăng thêm bệnh. Có cần tôi ra ngoài trao hy vọng cho họ không? Không cần đâu. Không chừng lát nữa 3 bệnh nhân đó rất nghiêm trọng, phải khám rất lâu. Cũng là câu đó, đợi được thì đợi, chưa chắc khám được cho họ. Chữa không gõ cửa. Uống xong ly nước tới lượt anh. Thầy Thuốc à, tôi... À, Oscar bị mất tiếng, tôi là người quản lý của cậu ta. Tôi hỏi bệnh, anh ghi giấy trả lời tôi là được rồi. Sao anh lại bị mất tiếng? Mất tiếng khoảng bao lâu rồi? Ban đầu chỉ là bị cảm thôi, đã đi tây y. Bác sĩ nói cậu ta bị viêm họng cấp tính. Sau đó chúng tôi phải tập múa lại phải tập hát. Khoảng một tuần sau khi cậu ta bị thiếu ngủ thì bị mất tiếng luôn. Vậy sau khi anh uống thuốc tây có hiệu quả không? Đỡ lại mấy ngày, cô họng bớt đau rồi, không ho, không chảy nước mũi. Ai ngờ thức khuya xong thì giọng nói biến thành như vậy, không thể nói được gì hết. Vậy còn bệnh cảm, bình thường có hay bị cảm, có sợ lạnh không? Thật ra Oscar... Tôi nghĩ thật ra người biết rõ bệnh tình nhất chắc chắn là bản thân người bệnh. Tốt nhất để bệnh nhân trả lời. 2 năm qua hay bị cảm, 1 năm cũng 3-4 lần. Nhất là vào chỗ có máy lạnh, với lại mùa đông dễ bị lạnh. Anh đưa tay tôi bắt mạch. Há miệng lè lưỡi ra cho tôi coi. Ok. Anh có dễ bị đổ mồ hôi không? Dễ đổ mồ hôi, hãy chạy bộ và nhảy múa đều giả mồ hôi. Sau khi mất tiếng, Tì nói thanh đới của tôi bị co thắt phải tìm thuốc. Nhưng tôi nghe nói tìm thuốc sẽ làm cơ thanh đới bị yếu đi, ảnh hưởng cả hát. Cho nên muốn coi trung y có cách nào không? Hiểu rồi. Sáng nay anh ăn sáng chưa? Bụng đói dễ bị ngất xỉu lắm. Tôi có ăn. Tôi sẽ châm huyệt nhân kinh ở cổ họng của anh trước, không cần giữ kim. Các huyệt gì khác sau đó mới châm. Thoải mái được rồi. Sao anh lại căng thẳng vậy chứ? Chẳng phải anh nói lúc trước có châm rồi sao? Có phải anh sợ tổn thương khí quản ảnh hưởng ca hát không? Ok, tôi đổi châm bụng cho anh. Châm bụng lấy lỗ rốn làm trung tâm, vẽ các huyệt vị xung quanh thành một hình dễ rùa, gọi là thần quy đồ. Nhưng mà do cách châm này rất chú trọng độ chính xác của huyệt vị, nó dựa theo cao thấp mập ốm của bệnh nhân để xác định, cho nên phải đo bằng thước. Châm bụng chủ yếu đâm cạn, không động đến điểm đau. Đặc điểm của nó là an toàn, không đau và hiệu quả nhanh. Do Bạch Trí Dân, chuyên gia châm cứu Trung Quốc, bắt đầu nghiên cứu vào thập niên 70, tính tới bây giờ đã tích lũy được hơn 20 năm kinh nghiệm lâm sàng. Tôi châm một mũi cho anh thử trước, để anh cảm nhận thử cảm giác. Ok không? Có lẽ không đau lắm. Vậy tôi tiếp tục châm nha. Có thể kéo áo xuống rồi. Oscar, sao rồi? Đỡ lại rồi. Tôi có thể nói là được rồi. Không hiểu thật nha. Thầy Thuốc à, trước đại nhà hội tôi có thể hồi phục không? Quan trọng nhất là phải bảo vệ thanh đới, đừng nói nhiều quá, ăn uống thì phải thanh đạm. Quan trọng nhất là phải quay lại tái khám, chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Phòng mới của cô tôi đã dọn dẹp rồi. Cô nhìn coi còn thiếu cái gì cứ nói cho tôi biết. Nhìn cũng đầy đủ lắm. À, lát nữa cô dọn luôn sách qua để giúp tôi nha. Cũng được, số trên mặt bàn là lý lịch của thầy thuốc trung y trong kế hoạch bồi dưỡng của khóa ứng tuyển mới nhất. Được rồi. À phải rồi, cô có coi IG của Oscar không? Cậu ta khen cô đủ điều. Người ta tưởng đâu cậu ta nhận tiền của cô là người đại diện. Vậy sao? Tôi ra ngoài trước nha. Cũng nhờ thầy thuốc trung y tài giỏi này tôi mới có thể tìm lại giọng đẹp. Hashtag thật ra bị bệnh cũng có thể khám trung y. Thầy thuốc Trinh, giám đốc đã tới rồi. Anh nói muốn coi hồ sơ của ứng viên trước, nên tôi sắp xếp các ứng viên đợi ở phòng hoạt động. Được, cảm ơn. Thầy thuốc Trinh, hôm nay là có bệnh nhân năn nỉ tôi kê nhân sâm cho họ. Anh lại tiếp tục kê cho họ sao? Ban đầu tôi không chịu, nhưng mà ông cứ năn nỉ tôi, cứ làm phiền tôi. Những người này anh thuận theo một lần sẽ có lần sau. Người đó lấy số mấy? B29. À, làm ơn, B29. Tên là gì? Nhâm Thành Khôn. Trong đơn thuốc thầy thuốc đã ghi rõ sắc ra sao rồi. Ông mang về làm theo đi. À, cảm ơn. Nhân sâm này cô có thể gói riêng cho tôi không? Gói xong hết rồi. Ở đây có 3 ngày thuốc, gói 3 à, nhân sâm. À, được rồi. Cảm ơn cô. Phải, ông yên tâm đi. Xin lỗi nha, số nhân sâm này phải kiểm định, cần thu hồi. À, có phải đổi nhân sâm khác cho tôi không? Ông khí hư đúng không? Thuốc khác cũng có thể chữa khí hư. Cấp đẳng sâm cho ông đi. Dạ. Không được, tôi nhất định phải uống nhân sâm mới có thể chữa được. Trách nhiệm của chúng tôi là cấp loại thuốc thích hợp nhất cho ông. Đẳng sâm hợp với ông. Tôi nhất định phải lấy nhân sâm, loại thuốc khác không được đâu. Trung khí của ông tốt như vậy không giống với khí hư chút nào. Khí dư ra thì là quả, coi bộ đẳng sâm cũng không hợp. Có phải cô chữa cho tôi đâu. Cô còn trẻ như vậy làm sao biết chữa bệnh. Thầy thuốc khám cho tôi, tuổi tác lớn hơn tôi mới tin tưởng ổng. Ông đã hưởng trợ cấp rồi, khám bệnh không tốn tiền còn tham lợi ích ở đây. Có phải cô trả tiền đâu, chính phủ trả thôi mà. Tiền của chính phủ có giới hạn, người không cần thiết lấy nhiều hơn, người thật sự cần sẽ không nhận được nữa. Trả lại nhân sâm cho tôi, mau trả lại cho tôi. Cô là người xấu mà. Sao em lại như vậy chứ? Ông già đó cũng là bệnh nhân, không lẽ em không nhìn thấy? Em đã làm trung y 10 năm rồi. Làm sao là một trung y em nghĩ anh không cần dạy em? Giám đốc ngủ. Từ nay gọi tôi là Francis đi. Chúc mừng cô chính thức trở thành COS của công ty. Cảm ơn. Nếu không nhờ anh giới thiệu, tôi cũng rất khó lên được chức này khi còn rất trẻ. Cô có quen không? Tôi vẫn còn nhớ, tôi cũng 10 năm trước đã ngồi ở đây ứng tuyển làm bồi dưỡng thầy thuốc trung y. Bản thân đã cắn chặt răng vượt qua giai đoạn này thế nào, tôi rất rõ. Tôi tin chắc tôi đảm nhiệm được. Cô rất tài giỏi mà, trước giờ khám bệnh đều không khó với cô. Tôi nghĩ chắc chắn là cô cũng vượt qua được giai đoạn thử việc. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, cô phải làm luôn quản lý hành chính, còn phải chạy doanh thu nữa. Vậy thì phải coi cô có tài cán gì. Yên tâm, nguồn vốn chính phủ có hạn tôi hiểu rất rõ. Tôi sẽ dùng nguồn vốn thấp nhất, làm được nhiều việc nhất. Vậy thì từ nay doanh thu của phòng khám trông cậy vào cô. Người mới đã tới, có phải nên bắt đầu không? Ok. Hôm nay trong số những người mới này có một người tuổi cao nhất. Nhưng mà người này có thư giới thiệu của quốc y đại sư. Còn là nghiên cứu sinh, tôi đã sắp xếp gặp người này đầu tiên rồi. Ờ. Vào đi. Thầy thuốc cô Thanh Kình. Phải. Mời ngồi. Trong lý lịch của anh có ghi 10 năm trước thầy thuốc cô đã lấy được giấy hành nghề trung y, nhưng mà không hành nghề ở Hồng Kông. Trái lại đã đi làm từ thiện. Sau đó
còn về đại lục nữa. Tôi khám từ thiện ở đại lục, quen được quốc y đại sư, người đã viết thư giới thiệu tôi. Mấy năm qua chủ yếu là theo thầy ở đại lục, khoảng thời gian này có khám bệnh độc lập, có làm nghiên cứu, có hỗ trợ giảng dạy. Những chuyện đó trong lý lịch anh đã ghi hết rồi. Trái lại tôi muốn hỏi anh một câu tình huống. Nếu có một người giả bộ bệnh, gạt lấy thuốc mắc tiền đem đi bán, anh sẽ làm gì? Thật ra những chuyện này ở đâu cũng có xảy ra. Cho dù là đàn ông cầm thẻ y tế của phụ nữ đi khám bệnh, lừa bảo hiểm y tế tôi cũng đã thấy rồi. Cho dù là tôi lúc nhỏ, cũng từng tới tiệm thuốc bắc ăn cắp thuốc. Cô nhớ phải kiêng ăn, đừng ăn đồ tươi sống. 96 đô. Ba, có khách. Ờ. Cậu bé, cậu muốn mua cái gì? Có tắc kè không? Tắc kè? Cô tìm tắc kè để làm cái gì? Nè, tắc kè nè. Con làm người ta sợ rồi. Tại cậu ta tự hù dọa mình thôi, liên quan gì tới con? Alo. À, cũng được, bye bye. Dạ ứng, má nói nấu cơm xong rồi, đóng cửa đi. Dạ. Ê, cậu làm gì ở đây? Ba ơi, có ăn trộm nè, báo cảnh sát bắt đi. Không phải, có chuyện gì vậy hả? Cậu ăn tắc kè của chúng ta. Cậu bé, sao cô ăn cắp tắc kè của chú vậy chứ? À. Trời, cậu ta bị bệnh suyễn, lấy kim ra đi. Bây giờ thở nhẹ lại chưa? Nè, uống nước đi. Mọi người đừng báo cảnh sát, không thể cho bà ngoại biết được. Cô nghe người ta nói tắc kè có thể chữa bệnh suyễn, cho nên mới làm vậy phải không? Tắc kè không phải ăn sống đâu, phải nấu chín mới có thể ăn được. Vậy mà cũng không biết. Lúc còn nhỏ con đã bị suyễn, ngày nào bà ngoại cũng cõng con tới phòng cấp cứu. Ngoại không thích tây y, cũng dẫn con đi tìm rất nhiều bác sĩ rồi, tốn rất nhiều tiền. Xin lỗi, con sai rồi. Con không nên ăn cắp tắc kè của mọi người để ăn. Đừng báo cảnh sát, không thể làm bà ngoại đau lòng vậy được. Bé Kinh. Bà ngoại. Thầy thuốc à, cháu của tôi còn nhỏ quá, không biết chuyện gây ra chuyện lớn như vậy. Tắc kè đó bao nhiêu tiền tôi đền lại cho thầy. À, không sao đâu, không sao. Lúc này bệnh sự của nó tái phát, tôi đã chăm cứu cho nó rồi, có lẽ ông định lại đó. Lát nữa tôi bốc vài thang tiểu thanh long cho nó uống, bà về xác cho nó uống đi. Ờ, vậy độ khoảng bao nhiêu tiền tôi phải đi rút tiền? Canh tiểu thanh long là... Ê, không đã bao nhiêu tiền đâu, để nó khỏe lại mới tính một lượt đi. Ờ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy thuốc. Còn tiếng khò khè không? Phế thận điều yếu, ngoài trừ bệnh suyễn có phải lúc nhỏ nó bị nhiều bệnh lắm không? Ờ, hở chút quá thì sốt và nóng lạnh, cảm mạo ho, y như siêu thuốc nhỏ vậy. Có thể không đủ dinh dưỡng, chưa đủ tháng nó đã chào đời rồi. Má của nó chết do đẻ khó. Muốn bổ thận nạp khí, xâm cấp tạng với... với lại thận khí quan. Có chắc là chữa dứt không? Hay, chồng tôi có mấy người bệnh, đúng là có thể hết bệnh. Ờ, phải uống bao lâu? 9 thang 10 thang có được không? Đâu có nhanh vậy chứ. Phải dùng từ từ, bổ một thời gian. Hen suyễn tái phát càng lúc càng ít, từ từ không tái nữa, như vậy mới gọi là hết bệnh. Ờ. Tóm lại trước 18 tuổi có thể hết bệnh, sau này bà cũng yên tâm hơn. Ờ, tôi... Bổ 7 thang trước đi, một thang sắc ở đây được không? Ờ, thiệt tình tôi phải đi rút tiền. Ê, đừng có phiền phức quá, khỏe lại mới từ từ tính đi. Từ từ tức là chừng nào? Còn nóng từ từ uống nha, bà ngoại đi chợ xong sẽ tới đón con. Siêu thuốc nhỏ uống thuốc hả? Bé tên bé Kình không phải siêu thuốc nhỏ. Cậu có biết là bản thân của cậu đang uống gì không? Chính là tắc kè mà cậu thích ăn nhất đó. Sao cậu vẫn còn sợ vậy? Sau khi sắp xong không còn cảm thấy nữa. Cho cậu cái này uống thuốc nè. Bây giờ cậu bị bệnh suyễn, không thể ăn đồ lạnh. Nè,
Hai loại này cậu lựa một loại đi. Coi như lanh được một lần. Con đã lựa trúng tên của nó đó. Tôi tên là Gia Ứng, Trình Gia Ứng. Thì ra cậu tên Gia Ứng Tử. Thầy thuốc Trình Gia Ứng, tôi rất may mắn. Lúc còn nhỏ đã gặp được một thầy thuốc trung y nhân tâm nhân thuật. Ông ta đã dạy dỗ tôi, trách nhiệm của trung y là phải chữa người. Cho dù bệnh nhân là trộm cũng phải ra sức chữa mới là hành vi của một thầy thuốc. Ý của anh là muốn nói anh sẽ chọn mắt nhắm mắt mở mặc cho họ làm gì? Anh có biết làm vậy là lãng phí tài nguyên chính phủ không? Thứ hai, anh đang biến tướng khích lệ ông ta tiếp tục tái phạm, thậm chí để người khác bắt chước làm theo. Chữa bệnh phải tìm nguyên nhân. Bệnh nhân nói dối là có động cơ của họ. Rất có thể kinh tế của ông ta có vấn đề, thậm chí là bệnh tâm lý. Còn không thì có thể do y thuật của tôi chưa tốt nên đã bỏ sót. Không tìm nguyên nhân là trị ngọn không trị gốc. Cho dù bệnh nhân không gạt ở đây thì cũng gạt chỗ khác. Chỉ trích người khác thì dễ, nhưng trung y không phải chữa bệnh. Cái chú trọng không chỉ là thuốc vào khỏi bệnh, quan trọng nhất là chữa con người này. Thầy thuốc cô cũng có suy nghĩ của ảnh mà. Nhưng mà trung y không phải là chủ lưu ở Hồng Kông. Nếu như anh thích chữa người, sao không chọn Tây y? Có phải liên quan đến trung y lúc nhỏ anh gặp hay không? Không ngại nói cho anh biết, thật ra lúc nhỏ tôi đã ghét Tây y rồi. Tắc kè của cậu hôi quá đi. Sai rồi, cậu quên thêm số rồi nè. Bé Kình. Bà ngoại. Ngoại rước con về. Dạ. Ngoại à, hôm nay ngoại đi xin việc thế nào rồi? Cũng được. Chừng nào đi làm? Chắc tuần sau. Làm gì gì vậy? Giặt giũ nấu cơm cho người ta. Đi thôi. Thuốc chưa sắc xong. Lát nữa bà quay lại lấy. Ừ. Nhà ở Vịnh Nước Cạn hả? Quá, nhà ở đó đẹp lắm. Có phải tiền lương rất cao không? Phải đó, ngoại nói cao hơn bên ngoài rất nhiều lần. Phải vậy không ngoại? Con đừng nói nữa. Mất hết tất cả rồi. Chuyện gì vậy ngoại? Tại ngoại vô dụng lại ngốc, tiếng Anh cũng không biết nói. Người có tiền làm sao chịu nhận ngoại? Ngoại bị người ta kéo đi thế chân đánh bài. Ai ngờ gặp bọn lừa đảo, thua hết mấy trăm ngàn. Bây giờ tiền dưỡng già, cả tiền thuốc của con cũng không còn. Sao cậu lại ở đây vậy? Cậu đã từng tới bệnh viện Thời Ân mà, phải đi xe buýt số mấy? Từ đây đón 20K qua 3 trạm. Nhưng mà sau khi xuống xe phải đi bộ rất xa. 20K qua 3 trạm. Bây giờ cậu đi sao? Không cần đi học hả? Trốn học sẽ bị ghi lỗi đó. 20K qua 3 trạm. Bây giờ cậu muốn làm gì chứ? Báo hại tôi bây giờ cũng trốn học, chắc chắn sẽ bị má la chết luôn. Cậu trả lời tôi có được không? Ủa, hai em bé sao tự mình vô đây vậy? Bị lạc đường sao? Ba má đâu? Đây là má của con. Ngoại bị người ta lường gạt, bây giờ không còn tiền. Bao năm qua ngoại gì nuôi con đã cực lắm rồi, chú có thể giúp ngoại không? Chú không biết tên cậu ta, hỏi cậu ta một tiếng có gì khó chứ? Nè, có đủ không? Không đủ chú có thể viết thêm, viết đến đủ mới thôi. Thật ra chú có biết về con không? Chú biết. Ngoại ghét chú lắm, nói chú không muốn giữ con. Thật sao? Nếu như má con chịu nghe chú nói, không sinh con ra, má con sẽ không bị mất mạng.
Cái gì cũng không có mà muốn sao đây? Tôi đã nói không có tiền rồi, ông đừng tìm nữa. Tôi đã đưa hết cho ông rồi, ông muốn gì chứ? Bà thua 200 mấy, bà đưa mấy chục ngàn coi như xong hả? Nè 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 nè, cậu đừng lấy cái lon đó, di vật của con tôi đó, trả cho tôi. Ê, mày ngồi xuống đi. Nè, cái thằng ranh chết tiệt này, đi về đây, bảo đưa đây. Cần. Bảo đưa đây. Bé Cần, đưa họ đi, đưa họ đi bé Cần, để họ lấy đi bé Cần. Đừng lại, có tiền đây. Đem lại đi. Lấy tiền đồ đi đi. Đi, sao không tới sớm? Bà không sao chứ? Cảm ơn ông thầy thuốc Trình, cũng nhờ ông cứu bà cháu tôi. Sau này chúng tôi không biết làm sao trả ơn ông. Tiền là vật ngoài thân thôi, quan trọng là bản thân hai người không sao đó. Cảm ơn chú thầy thuốc Trình. Còn tôi nữa, tôi đã kêu ba tôi tới đó. Cảm ơn cậu sau nước mũi. Lúc nhỏ tôi tưởng đâu tất cả Tây Y đều là kẻ xấu, Trung Y mới là người tốt. Nhưng sau khi tôi lớn lên, tôi mới biết thực tế không liên quan tới Trung Y hay Tây Y, chẳng qua là vấn đề con người. Chính vì như vậy, tôi có thêm sự kết nối với Trung Y hơn. Thầy thuốc đó chữa khỏi bệnh cho tôi, cứu cả nhà tôi. Tôi hy vọng có thể thừa kế tinh thần của chú, cứu gấp phò nguy, chữa bệnh chữa người. Vậy anh cảm thấy anh của bây giờ làm được chứ? Tôi muốn chữa khỏi một người, y thuật rất quan trọng. Nhưng tôi tự hỏi không được thông minh lanh lợi. Tuy cuối cùng thì tôi thi đậu Trung Y, nhưng cũng rất cực khổ. Nhưng tôi rất may mắn là bấy lâu bên cạnh luôn có người giúp tôi. Trung Quảng. Chỗ này lại sai nữa rồi. Tới giờ ăn cơm rồi. Chưa được, anh muốn học xong mới ăn. Hay là em ăn trước đi. Làm sao tự mình ăn được chứ? Nè, anh đã học từ sáng tới giờ rồi, chưa thuộc nữa hả? Chẳng phải anh đã học bài quyệt dị ca sao? Nhậm mạch tam bát khởi hội âm khúc cốt trung cực. Học thì học rồi, nhưng các quyệt dị suốt ngày cứ bị lẫn lộn với những kinh mạch khác. Vị trí lại khó nhớ, nhớ không rõ tác dụng của nó là gì. Anh không giống như em, anh không phải học bá. Khí hải ở đâu? Khí hải ở chỗ này. Vậy cưu dĩ? Chỗ này. Đứng lên, nhanh lên. Cưu dĩ là từ đàn trung chiếu xuống hai quyệt dị. Từ thời tiểu học cho tới trung học, em đã chỉ anh cho tới đại học luôn rồi. Em thực sự tưởng đâu em có thể nghỉ ngơi chứ. Nhìn tình hình bây giờ như vậy thì tình em phải lấy luôn bằng trung y cho anh mới có thể nghỉ hưu. Xin lỗi nha. Được, em hỏi anh trả lời. Anh nói cho em biết quyệt dị là gì. Anh cảm nhận ngón tay của em đặt ở vị trí nào, để cơ thể của anh cố gắng ghi nhớ giùm anh. Thừa tương. Liêm tuyền. Chỗ này lúc nãy em hỏi rồi. Đàn trung. Chỗ này. Trung quản. Thạch môn. Sau đó. Được rồi, anh nghĩ là anh đã nhớ rồi. Cảm ơn em. Ăn cơm đi. Ra phải bấm nút.
Thật ra chúng ta quen từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng thấy hết rồi, phải không? Quý khí của anh tốt lắm. Thanh niên trai tráng đương nhiên có phản ứng rồi. Sức khỏe tốt mà. Đi thôi. Anh không phải khí huyết dân trào. Bình thường anh không phải như vậy. Với bạn bè anh không phải như vậy. Với người khác cũng không phải như vậy. Chẳng qua là vì người đó là em. Trình Dấn, anh yêu em. Còn yêu rất lâu nữa. Anh muốn biết trong lòng của em nghĩ gì. Nhưng nhịp tim của anh đập rất nhanh, đập rối loạn, hoàn toàn không thể bắt được mạch của em. Không chỉ tim của anh rối, tim của em cũng rối lắm. Bởi vì cảm giác của anh cũng là cảm giác của em. Em có thể làm bạn gái anh không? Mấy năm ở đại học, cũng nhờ các giáo sư, bạn bè với lại những người thân nhất bên cạnh tôi. Không có sự giúp đỡ của mỗi một người trong họ, thực tế tôi không thể nào tốt nghiệp, không thể lấy được bằng. Thầy thuốc cô, anh không cần khiêm tốn quá. Anh đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Anh nói không có người khác ủng hộ anh thì anh không thể làm thầy thuốc. Nhưng tại sao sau khi anh lấy được bằng, anh không lập tức treo bảng làm thầy thuốc? Trái lại anh chọn bỏ đi trong lúc này. Thầy thuốc cô Thanh Kình, tôi hy vọng anh có thể trả lời. Tại sao? Tại sao năm xưa anh lại bỏ đi, đi suốt bao nhiêu năm qua? Thoải mái chút đi, không cần sợ đâu. Nè. Anh ta bị động kinh rồi. Tôi vừa cấp cứu. Anh à, anh có sao không? Làm ơn, lấy cái túi cho tôi. Anh à. Mọi người coi chừng anh ta, tôi đi gọi thầy thuốc Trình. Anh ta coi giật được bao lâu rồi? Cũng được 3 phút rồi. Lúc nãy tự nhiên anh ta ngã xuống, mất hết ý thức, còn liên tục co giật như vậy. Đàm trào bao tim, châm huyệt nội quan thanh tâm quả. Đây là phòng khám, anh vui lòng làm theo chỉ dẫn. Thầy thuốc Trung Y không thể dùng kim cấp cứu. Chỉ dẫn quan trọng hay mạng người quan trọng? Mọi người đều không có sự tự giác của thầy thuốc Trung Y sao? Mọi người đều biết rõ Trung Y có thể làm cấp cứu. Nếu vẫn không hành động, cho dù cứu được anh ta cũng có thể bị hư não. Xứng đáng làm thầy thuốc không? Anh
anh à, anh tên là gì? Tiêu Văn Nặc. Anh có biết mình đang ở đâu không? Thầy thuốc Trung Y biết cấp cứu không chỉ có mình anh. Người tôi cứu không ít hơn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.